Thế thì sau khi đã học xong cái phần chủ đề 1 rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chủ đề số 2. Đó là chủ đề gì nhỉ? Về các cái phần mềm tập vẽ ở trên máy tính. Thế thì trong cái chủ đề này các bạn sẽ được làm quen với một số các cái gì nhỉ? Phần mềm tập vẽ và những các cái nét vẽ cũng như là thì bố cục màu sắc của một cái hình ảnh. Được chưa? Thế thì trong phần đầu tiên này chúng ta sẽ cùng làm quen với một cái phần mềm học vẽ. Mục tiêu của bài học này là các bạn sẽ cần phải nắm được các ý sau này. Đầu tiên là các bạn sẽ biết tới một cái phần mềm vẽ có sẵn ở trên máy tính, nó có tên là phần mềm Paint. Thứ hai là các bạn sẽ sử dụng được công cụ vẽ tự do để chúng ta vẽ các cái nét vẽ đơn giản. Và thứ ba là các bạn sẽ biết cách để lưu bài vẽ vào trong thư mục ở máy tính và để mở ra một cái bài vẽ có sẵn. Thế thì đầu tiên này chúng ta sẽ đi giới thiệu về phần mềm Paint. Thì đầu tiên này, cái phần mềm Paint này là một phần mềm có sẵn nhé, có sẵn ở trên tất cả các máy tính, tức là gì? Tức là cả máy tính bàn hay laptop thì chúng ta đều có cái phần mềm này. Được chưa nhỉ? Và cái thứ hai là gì? Đây là một phần mềm nó có rất nhiều chức năng, nhưng mà trong cái bài học này của chúng ta sẽ đi tìm hiểu tính năng đơn giản nhất của nó là giúp chúng ta có thể gì đấy học vẽ. Thế thì cách mở phần mềm Paint như nào? Thì tương tự như các phần mềm khác, chúng ta chỉ việc gì? Nháy nút chuột vào nó là chúng ta sẽ mở được phần mềm. Thì đây này, đây là cái biểu tượng của cái gì đấy, phần mềm Paint. Nó có biểu tượng hình cái cây cọ và một cái bảng màu sắc và tên của nó là tên là Paint. Thì thông thường máy tính ở trường của các em ấy thì nó sẽ có sẵn cái biểu tượng này ở ngoài rồi, được chưa nhỉ? Còn nếu máy tính của bố mẹ hay máy tính ở nhà thì chúng ta sẽ không có cái biểu tượng này bên ngoài. Thì nếu như máy tính của các em nhìn ở bên ngoài màn hình ấy mà không thấy có cái này thì các em sẽ bấm di chuột nhé, di chuột vào góc bên trái màn hình đây này, nó có tên là Start này. Bất kể là các bạn đang dùng giao diện giống như thế này hay giao diện khác thì các bạn cũng sẽ di chuột vào đây, các bạn tích vào đây một cái, sau đó các bạn gọi chữ P A I N T được chưa, và các bạn gọi Enter thì chúng ta cũng sẽ mở được cái phần mềm Paint, được chưa nhỉ? Thầy làm lại nhé, nếu như các em mà có biểu tượng ở gì đây ở ngoài màn hình như này rồi thì các em chỉ việc nháy nút chuột vào đây là chúng ta sẽ mở được cái gì đây, mở được cái phần mềm Paint. Còn nếu máy tính của ở nhà của các bạn ấy, mà không có cái biểu tượng Paint này ngoài màn hình ấy, thì các bạn sẽ di chuột trái vào góc màn hình nhá, các bạn ấn chuột trái một cái, sau đó các bạn gọi chữ PAINT, các bạn ấn Enter là chúng ta cũng sẽ mở được phần mềm Paint có sẵn ở trên máy tính, được chưa nhỉ? Thế thì đây này, đây là giao diện của cái phần mềm Paint, được chưa các bạn? Thế thì giao diện này chúng ta cần phải quan tâm tới những cái gì? Thì đây là giao diện của phần mềm Paint này, được chưa nhỉ? Thế thì giao diện này các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ bao gồm có hai thành phần chính. Đầu tiên là cái vùng màu đỏ này và cái phần thứ hai là phần màu xanh. Nó chia ra làm hai phần riêng biệt nhé, là phần màu đỏ và phần màu xanh. Thế thì phần màu đỏ này nó có tên là gì? Phần màu đỏ này nó có tên là bảng chọn. Và phần màu xanh thì nó sẽ có tên là gì đây? Vùng trang vẽ. Được chưa nhỉ? Thế thì cái vùng màu xanh, cái vùng trang vẽ này thì đơn giản rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có một giao diện màu trắng thôi, giúp chúng ta có thể vẽ được các cái hình vẽ mà chúng ta thì muốn vẽ lên đây. Còn cái vùng màu đỏ này, vùng bảng chọn này thì các bạn thấy nó bao gồm rất là nhiều các chức năng. Thế thì chi tiết của các cái tên gọi ở trên này thì nó gọi là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu riêng về cái vùng bảng chọn. Thì đây là giao diện của cái vùng bảng chọn này. Thế thì ở trên này đầu tiên các bạn thấy này là chúng ta sẽ có một phần này là các bạn cần phải quan tâm này. Thứ hai là phần này, thứ ba là phần này và thứ tư là phần này. Thì đây là bốn cái vùng quan trọng của cái bảng công cụ. Đầu tiên đây là cái gì? Đây là cái hộp công cụ giúp các bạn có thể viết chữ này lên bức tranh này. Các bạn có thể tẩy xóa những cái đường vẽ trên bức tranh, các bạn có thể vẽ lên bức tranh và các bạn sẽ học cái tô màu lên bức tranh. Thì dần dần các công cụ này chúng ta sẽ được tìm hiểu ở trong các bài sau. Thứ hai, cái vùng này là vùng hình mẫu. Thì khi các bạn muốn vẽ một cái hình gì đấy, một cái hình tròn hay một hình tam giác hay một hình vuông thì chúng ta thay vì chúng ta phải vẽ bằng tay thì chúng ta sẽ sử dụng được cái hình mẫu như vậy, được chưa? Và cái này thì chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu ở trong các cái bài sau. Tiếp theo là phần gì đây, là phần nét vẽ. Thì các bạn có thể chọn nét vẽ là gì, mỏng hay dày, được chưa nhỉ? Và đây là gì đây, là màu, các bạn muốn tô màu thôi bức tranh chúng ta sẽ phải sử dụng tới cái hộp màu.
Như vậy ở trên cái bảng công cụ này chúng ta sẽ có 4 phần là gì đây? Phần hộp công cụ này, phần hình mẫu, phần nét vẽ và phần hộp bầu. Trong phần này thì cho các bạn chỉ cần gì đấy, chỉ cần tìm hiểu qua thôi. Còn dần dần chúng ta sẽ có từng bài học riêng về từng cái vùng này thì chúng ta sẽ hiểu hơn về nó. Được chưa nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ mở phần mềm Paint lên bằng cách các bạn sẽ nhấn nút chuột vào nó. Được chưa? Hoặc các bạn bấm vào Start này, các bạn gọi Paint, sau đó các bạn gọi Enter thì chúng ta sẽ mở được cái phần mềm Paint ở trên máy tính của chúng ta. Được chưa nhỉ? Thì đầu tiên để vẽ một cái hình bất kỳ thì các bạn sẽ nháy chuột trái vào một cái biểu tượng. Nó có tên là gì đây? Nó có tên là pencil này, cái bút. Được chưa? Trong phần tool nhá, các bạn thấy này, nó sẽ có một cái gì nhỉ? Là cái bút. Và tên của nó là gì? Là pencil. Thì các bạn sẽ tích vào đây một cái để cho nó, con chuột lúc này thì nó sẽ hiển thị hình cái bút. Các bạn để ý nhá, bình thường nhá thì con chuột của các bạn nó sẽ không có hình cái bút đúng không? Thì các bạn phải tích lên đây một cái thì lúc này con chuột thì các bạn di vào vùng màu trắng này. Màu trắng này là một tờ, các bạn hình dung đây là một tờ giấy trắng của chúng ta nhá. Được chưa? Khi các bạn di chuột vào cái vùng giấy màu trắng mà nó có biểu tượng cái bút này thì lúc này chúng ta đã có thể vẽ được rồi. Thế thì để vẽ được hình gì thì các bạn sẽ giữ chuột trái. Giả sử bây giờ nhé, mình muốn vẽ một cái hình vuông thì mình sẽ giữ chuột trái. Được chưa? Và mình vẽ một cái hình vuông vào đây. Được chưa nhỉ? Các bạn muốn vẽ hình tròn thì các bạn sẽ giữ chuột trái và các bạn xoay chuột theo một cái hình tròn. Chưa? Các bạn muốn vẽ một hình tam giác thì các bạn sẽ gì nhỉ? Giữ chuột trái và các bạn vẽ ba đường như vậy. Được chưa? Trong bài này các bạn chỉ cần làm quen với các cái thao tác vẽ thôi. Chúng ta sẽ không quan trọng cái việc vẽ xấu với vẽ đẹp các bạn nhé. Bài này thì các bạn sẽ biết cách sử dụng cái công cụ vẽ và các bạn biết cách hình dung ra cái phần màu trắng này. Nó có hình dung nó như một tờ giấy trắng của các bạn. Được chưa? Còn cái bút này thì các bạn hình dung nó cũng như một cái bút của các bạn và các bạn có thể vẽ đây. Được chưa nhỉ? Thế sau khi vẽ xong như vậy rồi, các bạn muốn lưu cái hình ảnh này ra một bức tranh thì các bạn sẽ làm như thế nào? Vào cái biểu tượng nó có tên là gì nhỉ? Server này. Được chưa? Đó, nó biểu tượng server. Và phím tổ phím của nó là phím Ctrl S. Không biết là lưu, S là server, được chưa? S này. Là gì đây? Chính là gì đây? Server. Server trong tiếng Anh. Còn dịch ra tiếng Việt thì nó là lưu. Được chưa? Đây, các bạn sẽ bấm vào đây. Thì nó sẽ lên cho bạn một bảng chọn. Đó để chúng ta sẽ lưu cái hình ảnh này ở đâu. Thì các bạn sẽ chọn ra ngoài màn hình desktop. Được chưa? Trong phần file name các bạn sẽ đặt tên cho nó là gì đấy? Là bức tranh. Được chưa nhỉ? Sau đó các bạn bấm vào gì đấy? Server. Thế thì lúc này quay trở lại màn hình này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một file tên là bức tranh. Và khi các bạn mở cái này lên, nhấn nút chuột trái để mở thì chúng ta sẽ có một cái gì đây? Một cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới vẽ trên một tờ giấy màu trắng, bao gồm có hình tròn, hình vuông và hình tam giác. Được chưa nhỉ? Thầy làm lại nhé. Bây giờ để gì đây? Để vẽ một bức tranh thì đầu tiên các bạn sẽ mở phần mềm lên này. Được chưa? Sau đó các bạn gì đây? Sẽ phải chọn cái bút vẽ. Đây là tờ giấy trắng này. Được chưa? Các bạn chọn vào hình cái bút, tích chuột trái vào đây một cái. Được chưa? Khi nào con chuột hình cái bút này là các bạn có thể vẽ được rồi. Các bạn có thể gì đây? Vẽ bằng cách các bạn giữ chuột trái, các bạn vẽ một hình tròn này. Sau đó các bạn vẽ hình ông mặt trời này. Được chưa? Các bạn vẽ gì đây? Vẽ một cái gì đây? Một cái cây. Giả sử như vậy. Được chưa nhỉ? Các bạn gì đây? Có thể vẽ được một cái hình gì đây? Hình chữ nhật. Đó. Thì đây là cách để các bạn có thể vẽ được một bức tranh. Sau khi vẽ xong thì các bạn làm sao? Các bạn sẽ bấm vào cái phím này hoặc các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl S ở trên bàn phím. Ctrl S thì nó cũng tương tự là khi các bạn ấn vào phím này. Được chưa nhỉ? Để chúng ta có thể lưu lại bức tranh này. Được chưa? Sau đó các bạn chọn vào desktop, các bạn đặt tên cho bức tranh. Nếu nó không chọn vào desktop thì các bạn phải chọn vào đây nhé. Đây này, các bạn phải chọn vào desktop để chúng ta sẽ lưu bức tranh này ra ngoài màn hình. Sau đó trong phần file name các bạn đặt tên là bức tranh 2.
lưu ý nhé, các bạn sẽ không được đặt tên với giống với tên của cái bức tranh lần trước. Lần trước chúng ta đã lưu một cái tên bức tranh rồi, thì bây giờ các bạn phải đặt tên là bức tranh 2. Được chưa? Sau đó các bạn bấm vào Save. Thế thì lúc này các bạn, khi các bạn quay lại màn hình thì các bạn cũng sẽ có một cái hình ảnh có tên là bức tranh 2. Được chưa? Các bạn sẽ nháy chuột trái vào nó 2 lần để các bạn xem được cái bức tranh này. Được chưa nhỉ? Thế thì đó là cách để các bạn có thể mở được phần mềm Paint này. Được chưa? Sau đó các bạn các bạn sẽ dùng cái nét bút này để các bạn vẽ ra một bức tranh mà các bạn yêu thích. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái phím này hoặc là các bạn bấm Ctrl S để chúng ta sẽ lưu được bức tranh. Thì bây giờ để mở lại được một bức tranh đã vẽ ở trên phần mềm Paint thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ vào phần File này, các bạn chọn từ đây Open. Open là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là gì? Là mở. Được chưa? Thì các bạn cũng chọn đây, chọn tới desktop để các bạn tìm ra được hai cái bức tranh vừa rồi mà chúng ta lưu. Được chưa? Ví dụ bây giờ các bạn để mở được bức tranh đầu tiên thì các bạn sẽ chọn vào bức tranh đầu tiên, sau đó các bạn bấm vào Open. Thì lúc này chúng ta sẽ mở tiếp được cái bức tranh đầu tiên và chúng ta hoàn toàn có thể vẽ thêm vào cái bức tranh này. Được chưa? Các bạn chuyển cái này thành mặt trời. Được chưa nhỉ? Sau đó muốn lưu thì các bạn lại vào đây. Đó, bây giờ nếu mà lần thứ hai thì các bạn chỉ việc ấn vào đây thôi và nó sẽ không bắt chúng ta phải lưu ra ở đâu nữa. Được chưa nhỉ? Đó là cách các bạn có thể vẽ tiếp một bức tranh. Tương tự bây giờ để mở bức tranh thứ hai thì các bạn sẽ bấm vào File này. Được chưa? Vào File này các bạn chọn là Open. Open là mở. Các bạn chọn gì đây? Chọn cái desktop này, sau đó các bạn chọn bức tranh 2 này. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ mở được cái bức tranh 2. Được chưa nhỉ? Thì đó là cách gì? Đó là cách để các bạn có thể mở phần mềm Paint và vẽ ra một bức tranh mà các bạn yêu thích, mà sau đó các bạn sẽ lưu lại bức tranh đó. Được chưa? Các bạn hình dung nhá, khi mở phần mềm Paint này thì chúng ta sẽ có một tờ giấy trắng và chúng ta sẽ phải làm sao? Sẽ phải gì nhỉ? Sử dụng cái bút này để chúng ta vẽ ra các cái hình mà chúng ta yêu thích. Sau đó các bạn sẽ lưu lại hình ảnh đó bằng cách bấm vào Save ở trên này. Được chưa? Đó là các bước để các bạn có thể vẽ bức tranh. Thì trong bài này các bạn chỉ cần làm quen thôi. Còn trong các bài sau thì chúng ta sẽ đi học chi tiết từng cái công cụ một, thì các bạn sẽ làm chủ được cái phần mềm này và các bạn sẽ làm nó quen tay hơn. Được chưa nhỉ? Và trong bài này thì các bạn làm sao? Chủ yếu là các bạn biết là trên máy tính chúng ta này nó sẽ có một cái phần mềm như thế là phần mềm Paint. Để hoạt động phần mềm Paint, chúng ta sẽ nháy nút chuột tạo biểu tượng Paint ở trên màn hình. Và thứ hai là chúng ta sẽ mở cái bài vẽ sẵn. Thì chúng ta sẽ vào phần Open và lưu lại bài vẽ. Thì chúng ta sẽ ấn phím Ctrl S. Được chưa nhỉ? S là Save là lưu, còn Open trong tiếng Anh thì là tiếng Việt nó có nghĩa là mở. Được chưa? Và trong bài sau chúng ta sẽ học các công cụ